Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn được mang tên Lấy thân trả nợ của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. mẹ từng kể với cô rằng thuở thiếu thời mẹ từng yêu say đắm một người đàn ông không phải là ba của cô nhưng sau cùng bởi vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà mẹ buông tay người đàn ông đó là con trai duy nhất của ông chủ công ty may mặc lớn nhất vùng còn mẹ của cô thì chỉ là con gái của bà giúp việc trong nhà họ mà thôi sau giờ học mẹ thường theo chân bà ngoại của cô đến làm giúp việc cho nhà người ta Nhờ vậy mà mẹ mới có cơ duyên gặp gỡ chàng thiếu niên ưu tú ấy. Chàng thiếu niên đấy khác hẳn những chàng thiếu niên mà mẹ quen biết. Những người mà mẹ quen biết hầu như đều vì hai chữ mưu sinh mà bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nên chẳng có thời gian mà trau chuốt ngoại hình. Ai đấy cũng đen nhẻm và luộm thuộm lắm. Còn cậu ấy thì khác. Nhà của cậu ấy có của ăn của đẻ. Ba đời tiêu không hết nên cậu ấy nào phải động tay vào những việc nặng nhọc cậu ấy đi đâu cũng có ô tô đưa rước có kẻ hầu người hạ đến từng chân tơ kẽ tóc nên cậu ấy trắng trẻo gọn gàng và trên người lúc nào cũng có mùi nước hoa thơm nước mũi lần đầu tiên gặp được người ưu tú như thế trái tim thiếu nữ của mẹ sao có thể không rung động được chứ mẹ thích cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên mỗi khi rảnh tay là mẹ liền chạy đến chỗ phòng của cậu ấy, lúc sau cánh cửa sổ, lén lén nhìn trộm cậu ấy. Cậu ấy là người rất thông minh, cho nên là chuyện mẹ thường xuyên nhìn lén cậu ấy rất nhanh đã bị cậu ấy phát hiện. Cậu ấy không những không trách mắng mẹ mà còn cho mẹ một viên kẹo sô cô la nữa. Đó là viên sô cô la đầu tiên mẹ được ăn trong đời. Hương vị ngọt ngào của viên sô cô la cuốn hút đến nỗi, khiến đầu óc của mẹ mụ mị quên mất vị trí của mình. Mẹ dần mở lòng, xuất hiện trước mặt cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Sau vài ba tháng tiếp xúc với nhau, mẹ và cậu ấy đã nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc đó mẹ vô tư lắm, mẹ còn vui vẻ kể chuyện đó cho ba mẹ của mẹ biết nữa. Ba mẹ của mẹ biết được, liền nổi trận lôi đình, đánh mẹ một trận thừa sống thiếu chết, ép mẹ phải chia tay cậu ấy cho bằng được thuở ấy mẹ của con nổi tiếng là cứng đầu mà mẹ nào có nghe theo lời của gia đình chứ mẹ vẫn thường xuyên giấu cha giấu mẹ đi chơi riêng với cậu ấy mẹ đã từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng cậu ấy xây dựng một mái ấm một gia đình hạnh phúc nhưng rất nhanh hiện thực tàn khốc đã phá nát giấc mơ của mẹ mẹ còn nhớ hôm đấy nhà cậu ấy phát quả từ thiện người hầu trong nhà ra xin nhiều lắm và đương nhiên bà ngoại cũng kéo mẹ ra xếp hàng theo. Hôm đó ở bên cạnh cậu ấy còn có một người con gái. Người con gái đó cũng giống như cậu ấy, trắng trèo và xinh đẹp dữ lắm. Từ miệng của bà chủ, mẹ biết được cô ấy chính là người đã được đính ước với cậu ấy từ thuở mới lọt lòng. Khoảnh khắc cậu ấy đưa túi quà ra cho mẹ, rõ ràng là khoảng cách giữa hai người chỉ chưa tới nửa bước chân thôi nhưng mẹ lại có cảm tưởng như một người đang ở trên đỉnh núi và một người thì đang ở dưới chân núi vậy. Và khi so sánh mình với cô gái kia, mẹ liền thức tỉnh hiểu được những lời mắng chửi của cha mẹ. Mẹ và cậu ấy quả thực là không cùng một tầng mây, mẹ không xứng với cậu ấy. Mẹ và cậu ấy có thể hạnh phúc vào lúc này, nhưng tương lai chắc chắn sẽ vì sự khác biệt này mà nảy sinh mâu thuẫn. Từ sau hôm đó mẹ không theo bà ngoại đến làm việc ở đây nữa. Cậu ấy từng đến nhà tìm mẹ vài ba lần nhưng đều bị mẹ từ chối gặp mặt. Bẵng đi một thời gian, mẹ đến tuổi cập kê, nhờ người mai mối mà mẹ quen biết một người đàn ông lớn hơn mẹ tận 10 tuổi. Người đàn ông này làm thợ mộc, đôi bàn tay của anh ta thô ráp, không mềm mại như người kia. Nói chuyện cũng thô lỗ không khéo léo bằng cậu ấy anh ta so với cậu ấy quả thực không bằng một góc nhưng người đàn ông tầm thường đó lại cho mẹ cảm giác an tâm thoải mái hơn khi ở bên cậu ấy rất nhiều sau ba tháng quen nhau thì mẹ với người đó tiến tới hôn nhân cùng năm đó thì con chào đời câu chuyện của mẹ khiến cô cảm thấy day dứt tiếc cho một tình yêu đẹp không ít lần cô thầm tự hỏi người đàn ông hoàn hảo trong lòng mẹ sẽ trông như thế nào nhỉ? Và rồi cô đã cầu được ước thấy. Một ngày đẹp trời nọ, một bà lão trông có vẻ giàu có đã bước vào căn phòng trọ nhỏ của nhà cô. Bà ấy không nói không rằng, lấy ra một tấm ảnh cũ, dòm cô rồi dòm tấm ảnh đó một hồi. Bà ấy liền thốt lên. Đúng là giống nhau thật đấy. Cô ngơ ngác không biết bà ấy là ai và đang nói gì cả. Mãi chờ đến khi ba của cô bước vào Giật lấy tấm ảnh trên tay bà ấy và nói Vợ của tôi, cô ấy mất rồi Bà còn đến đây tìm cô ấy để làm gì? Tôi đến để tìm con gái của cậu Chứ không phải tìm con bé Liên Con hầu đã khiến con trai tôi say dứt cả một đời Từ cuộc nói chuyện của hai người họ đến lúc này Cô mới biết được Hóa ra quý bà này chính là mẹ Của tình đầu của mẹ cô Bà đến tìm con gái tôi để làm gì? Bà cô mở to mắt, cảnh sát cao độ nhìn bà ta, không hiểu vì sao bà ta lại muốn tìm cô. Dù Gia Bảo không nói ra, nhưng vợ chồng tôi đều biết trong lòng nó vẫn luôn giấu kín mối tình năm 18 tuổi. Vì mối tình đó mà nó không màng đến hạnh phúc thêm lần nào nữa. Ông bà chỉ có duy nhất một đứa con trai là Gia Bảo. Ông bà đã rất cố gắng để ép nó thành gia lập thất với hy vọng nó có thể quên đi thứ tình cảm ngây dại năm 18 và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng sau cùng nó vẫn không làm được. Không lâu sau nó lại chủ động ly hôn với người ta. Bây giờ tôi và ba của nó chẳng còn trông chờ gì vào việc nó sẽ mở lòng tìm một người bạn đồng hành bầu bạn đến hết đời nữa. Nó có thể không kết hôn, nhưng nhà tôi thì không thể không có người thừa kế được. Vậy nên tôi muốn tìm người để thuê cho gia đình tôi và người đó phải có khả năng để khiến con trai của tôi chịu làm chuyện đó. Sau quá trình tìm kiếm thì tôi thấy con gái anh chắc chắn có thể làm được. Con bé này giống y hệt mẹ của nó hồi còn trẻ. Tôi tin chắc rằng chỉ cần nó xuất hiện trước mặt con trai tôi, con trai tôi chắc chắn sẽ động lòng, chấp nhận cùng con bé sinh một đứa con. Bà già này, bà điên rồi sao? Bà nghĩ gì mà muốn con gái tôi làm như thế hả? nghe bà ấy nói xong ba của cô liền nổi trận lôi đình thô lỗ kéo bà ấy đi khuất mắt cô trái với thái độ nổi nóng của ba bà ấy vẫn rất bình tĩnh trước khi đến đây bà ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi bởi làm gì có ai muốn để cho con gái của mình dây dưa sinh con với tình đầu của vợ mình cơ chứ tôi biết đề nghị của tôi khiến cậu khó mà chấp nhận được nhưng cậu đừng vì thế mà từ chối Cậu hãy nhìn nhận hoàn cảnh của gia đình cậu hiện giờ đi. Cậu thật sự muốn để gia đình cậu sống trong cảnh túng quẫn như vậy hoài sao? Trước khi đến đây, bà ấy đã tìm hiểu sơ qua về hoàn cảnh của gia đình cô rồi. Trước đó nhà của cô đã phải bán hết của cải trong nhà để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ của cô, nhưng tiếc là vẫn không thể cứu chữa được. Đến nay nhà cô nợ thì vẫn còn chưa trả hết, mà tháng trước ba của cô lại được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Đây là giai đoạn vàng để chữa trị, nhưng vì gia đình cô không còn đồng xu các bạc nào nữa, nên ba của cô chỉ đành từ chối điều trị, phó mặc mạng sống của mình cho số phận. Hai người cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu như hai người có thay đổi quyết định thì gọi cho tôi. Bà vừa nói vừa rúi vào tay của ba cô tấm danh thiếp của mình. Chỉ cần con gái của cậu chấp nhận ở bên cạnh con trai của tôi, sinh được người thừa kế cho gia đình tôi, thì ngoài tiền viện phí chữa trị cho cậu ra, tôi sẽ cho nhà cậu thêm 5 tỷ để có vốn làm ăn. Cái đồ điên này. Không một chút do dự, ba của cô liền ném tấm danh thiếp ấy vào thùng rác. Mẹ của tình đầu của mẹ vừa ra về chưa được bao lâu, thì ba của cô lại nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm của em trai. Cô ấy gọi điện đến hỏi thăm về tình trạng bệnh của em trai cô. Đến lúc này gia đình cô mới biết được là thằng bé đã giả bệnh, xin nghỉ học cả tuần nay rồi. Tuy là thành tích của em ấy luôn rất tốt, nhưng em ấy cứ nghỉ học như thế, khó tránh việc bị thụt lùi ảnh hưởng đến kết quả thi tốt nghiệp. Phiền phụ huynh nhắc nhở giúp tôi nhé. Vâng, tôi sẽ nhắc nhở thằng bé. Cảm ơn cô nhiều ạ. Điện thoại vừa cúp là ba của cô liền xa sầm mặt lại, lo lắng không thôi cái thằng nhóc này không biết trốn đi đâu rồi nữa. Tuy thằng bé lấy lý do bệnh để xin nghỉ học, nhưng hàng ngày đúng 6 giờ 30 phút nó vẫn mặc đồ học sinh xách xe ra khỏi nhà và đúng 5 giờ chiều thì quay trở về. Em trai cô từ nhỏ đến giờ nó ngoan lắm, chưa từng nói dối ai chuyện gì hết. Lần này nó làm như thế không biết vì lý do gì nữa. Dù chẳng có chút manh mối nào, nhưng cô và ba vẫn bỏ hết công việc chờ nhau đi khắp các ngõ ngách tìm kiếm em trai. Thật không ngờ khi cô quay mắt sang nhìn một công trình xây dựng cách nhà không xa, cô đã nhìn thấy một bóng hình hết sức quen thuộc. Ôi trời đất ơi, Khả Danh. Cô hoảng hốt hét toáng lên khi phát hiện ra em trai của mình đang chuyển gạch ở công trình. "Chị, chị Hai." Cậu em trai của cô sợ hãi đến mức nói chuyện lắp bắp. Nó vội buông đống gạch trên tay xuống co giò bỏ chạy. Này, khả danh. May là cô rất có năng khiếu trong bộ môn này, nên chẳng mấy chốc cô đã bắt được nó. Cái thằng nhóc thối tha này, em có ý thức được là mình đang làm gì hay không hả? Nhận thấy nơi đây khá nguy hiểm, nên cô xách tay em trai lên, kéo em trai ra ngoài nói chuyện với mình. Khả danh, em điên rồi sao? Sao không đi học mà lại đến công trường làm việc hả? Bình thường cô rất hiền dịu nhưng ngày hôm nay vì lo lắng cho em trai nên cô như biến thành bà chằn lửa vậy. Hiểu được sự lo lắng của cô, em trai cô từ tốn thành thật nói ra lý do mình làm như vậy. Em muốn kiếm tiền phụ giúp ba và chị. Ngày ngày phải dương mắt nhìn cảnh cha đau ốm nhưng không dám đi bệnh viện. Chị thì phải nai lưng ra làm kiếm tiền trả nợ và chữa bệnh cho cha. Cậu sao có thể chịu đựng được chứ? vậy nên cậu đã quyết định từ bỏ con đường học vấn mà mình hằng mong ước để ra ngoài xã hội kiếm tiền phụ giúp gia đình chị chị cho em nghỉ học để kiếm tiền phụ gia đình nha không được khả danh em nghe chị nếu như em muốn phụ giúp gia đình thì trước tiên em phải hoàn thành việc học của mình cái đã bởi vì biến cố của gia đình mà cô đã phải dừng việc học lại đây chính là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cô rất nhiều thiệt thòi mà cô đã phải chịu đựng trong công việc đều vì chuyện cô không có một tấm bằng mà ra nỗi đau đó cô đã trải qua rồi thấm rồi nên cô không muốn em trai sẽ lại đi theo vết xe đổ của cô dù có cực khổ đến đâu cô cũng sẽ phải để em trai hoàn thành con đường học vấn khả danh hứa với chị sau này không được có suy nghĩ bỏ học nữa đâu đó nhé nhưng mà kinh tế của gia đình mình nhìn đứa em trai hiểu chuyện của mình cô lắc đầu cười khổ nắm lấy tay của em trai em không cần phải lo về chuyện đó việc em cần làm là phải tập trung vào việc học chỉ có việc học mới có thể giúp em và gia đình ta đổi đời được thôi vâng ạ em sẽ cố gắng ạ em trai của cô học giỏi như thế nên cô tin chắc rằng việc đầu tư vào em trai cô là không hề sai thằng bé nhất định sẽ đạt được những thành công rực rỡ trong tương lai cho bà xem. Vừa mới giải quyết xong chuyện của em trai, cô còn chưa kịp thở, đã nhận được tin dữ khác. Trên đường đi tìm em trai, ba của cô đã ngất xỉu giữa đường. May mà có người phát hiện sang kịp thời, đã đưa ba của cô vào trong bệnh viện rồi. Bác sĩ, ba của tôi sao rồi? Nếu ba của cô còn không tiếp nhận điều trị nữa, thì thời gian sống của ba cô sắp đếm ngược rồi Sao cơ? Chị ơi bây giờ phải làm sao đây? Khả danh em vào chăm sóc ba đi Những chuyện còn lại để chị lo Nhưng mà khả danh em không tin tưởng chị sao? Không phải em không hề có ý đó Sau khi em trai đi rồi Cô Lê Thân đi đến chỗ cầu thang bộ Mệt mỏi ngồi xuống một bậc thang Đôi bàn tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại sau một hồi trần trừ cô đã nhấn gọi thử một số điện thoại trên danh bạ. Alo. Dù cách một lớp màn hình nhưng cô vẫn nghe ra sự cọc cằn trong cách nói chuyện của người kia. Chị Hiền ơi, chị cho em xin ứng trước lương được không ạ? Người kia không đáp lời cô mà trực tiếp cúp máy của cô luôn. Quá nhiều áp lực đổ dồn lên đôi vai gầy của cô gái nhỏ mới vừa tròn 20 khiến cô sụp đổ mẹ ơi con phải làm sao đây để người nhà không phải lo lắng cô chỉ có thể trốn ở đây òa khóc nức nở giải tỏa những khó khăn mà mình liên tiếp gặp phải bây giờ cô đào đâu ra tiền để chữa bệnh cho cha và cho em trai đi học đây chứ tiền chợt trong đầu cô lé lên một ý tưởng không mấy hay ho phải rồi bây giờ chỉ còn có cách đó mới có thể cứu gia đình cô ra khỏi cảnh tăm tối này mà thôi Tối đến cô trở về nhà mặc kệ chiếc thùng xác có hôi hám đến cỡ nào đi chăng nữa cô vẫn cho tay vào lục tìm tấm danh thiếp kia khi cầm được tấm danh thiếp trên tay cô vui sướng đến nỗi chảy cả nước mắt để gia đình cô hết khổ cô chỉ còn cách này mà thôi xin bà mẹ hãy tha thứ cho con vì gia đình mình con có phải chịu bao nhiêu đàm tiếu và thiệt thòi con cũng chấp nhận hết xin chào bác Cháu là Khả Hân, con gái của mẹ Liên đây ạ." Bác cho cháu hỏi, nếu như cháu chịu đẻ thuê cho nhà bác thì bác sẽ lo tiền viện phí cho ba cháu và còn cho cháu 5 tỷ có phải không ạ? "Ừ, chỉ cần chấp nhận đẻ thuê cho nhà ta trước hết, ta sẽ lo tiền chữa bệnh cho ba của cháu. Còn về số tiền 5 tỷ thì đợi đến khi cháu sinh được cháu cho gia đình ta xong sẽ chuyển cho cháu ngay. Vậy thì cháu đồng ý ạ?" Vì gia đình cô cắn răng chấp nhận trở thành người đẻ thuê cho gia đình họ. Nếu vậy thì ngày mai cháu hãy đến chỗ của ta. Trước khi công việc bắt đầu, ta muốn cháu phải ký với ta một số thỏa thuận. Vâng ạ. Ngay sáng sớm hôm sau, cô đã đến nhà bà ấy để ký hợp đồng. Hợp đồng cũng đơn giản thôi. Thứ nhất, yêu cầu cô trong vòng 2 năm phải sinh được con cho gia đình họ. Nếu không làm được thì cô sẽ không nhận được đồng nào hết và việc chữa bệnh cho ba của cô cũng sẽ bị dừng lại. Thứ hai, sau khi cô sinh con xong, con của cô thuộc về gia đình họ. Sau này cô tuyệt đối không được quay lại tranh giành quyền nuôi con với gia đình họ. Như những điều khoản đó không có điều nào gây ra bất lợi quá lớn cho gia đình cô. Nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà đặt bút ký ngay. Sau khi ký hợp đồng với bà ấy xong, thì ngay lập tức tiền viện phí của ba cô được thanh toán hết. Kể từ lúc gia đình cô gặp biến cố đến giờ, đây có lẽ là lần duy nhất cô có thể thở phào nhẹ nhõm vì những áp lực trên vai cô gần như là đã tan biến hết rồi. Khả Hân bác sĩ vừa nói với ba là tiền viện phí của ba đã được thanh toán hết rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, làm cách nào mà con có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy để đóng viện phí thế? con con đã đồng ý để thuê cho nhà họ rồi ạ cô cúi gằm mặt không dám nói chuyện với ba cô biết ba của cô chẳng thà chết còn hơn là để cô làm chuyện đó nhưng cô thì không thể dương mắt nhìn ba chết được để thuê khả hơn con điên rồi sao ba không cho phép con làm điều đó con đã ký hợp đồng với người ta rồi số tiền để hủy hợp đồng là rất lớn vậy nên bây giờ ba có nói gì đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi cái con nhỏ ngốc nghếch này, ba tức giận đánh cô rất nhiều. cô không nhúc nhích hay phản ứng gì hết. cô cứng đầu đứng yên một chỗ cho ba đánh đến khi nào mệt thì thôi. bà chỉ là một đứa con thôi mà, chỉ cần con sinh được cho nhà đó một đứa con, thì không phải là nhà ta sẽ được đổi đời sao? đây chính là phi vụ làm ăn có lời lớn nhất từ trước đến giờ của nhà ta đấy. đổi đời cái gì? ba không cần, ba không cần nhưng con và em trai con cần. Em trai con nó sắp tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị lên đại học rồi. Nếu con không làm như thế thì tiền đâu mà cho nó đi học đại học chứ? Em trai con học giỏi như thế, không cho đi học đại học thì không phải quá đáng tiếc sao? Con không thể trơ mắt nhìn tương lai của thằng bé trở nên mù mịt được. Và còn có tiền viện phí của ba nữa. Nếu bây giờ ba còn không chữa trị thì tụi con sẽ trở thành trẻ mồ côi rồi đấy." Cô nói trong những tiếng nấc nghẹn cô chỉ muốn gia đình cô có cuộc sống tốt hơn thôi mà sao bà lại không chịu hiểu cho cô cái con nhỏ điên này ba vừa đánh cô vừa khóc nấc theo cô đây là lần đầu tiên ba khóc trước mặt cô đủ để hiểu hiện tại ông ấy tuyệt vọng đến mức nào để cô phải đi làm người đẻ thuê cho người ta cô đau một thì ba của cô đau tới 10 lần ba chị hai hai người sao thế Vừa tan học là em trai của cô liền chạy đến bệnh viện. Vừa hay thằng bé bắt gặp được cảnh ba bà cô đang ôm nhau khóc rừng rức. Lại có chuyện gì nữa sao ạ? À? Thấy hai người không trả lời khả danh lo sốt bó. Tưởng là lại có biến cố gì ập tới gia đình nhỏ này nữa. Khả danh con phải cố gắng học giỏi thành tài đây nghe chưa? Con không bao giờ được quên chị của con vì tương lai của con mà đã phải hy sinh như thế nào? Ba, ba nói vậy là sao? Ba, chị Hai. Hai người đừng im lặng nữa, mau nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi mà. Nhìn hai đứa con ngoan của mình, ba của cô uất nghẹn nói trong từng tiếng nức nở. Để nhà ta có cuộc sống tốt hơn, chị của con đã đi làm người đẻ thuê cho nhà người ta đấy. Sao cơ? Chị à, em không cần đi học nữa đâu, chị đừng làm thế mà. Hai tay của Khả Danh siết chặt bả vai cô thằng bé khẩn thiết cầu xin cô đừng làm như thế. cô chính là bởi vì sợ nhìn thấy cảnh này nên mới ký hợp đồng trước rồi mới thông báo cho gia đình hay. bởi bút xà thì gã chết, làm sao có thể nói không làm là không làm được chứ? theo hợp đồng cô sẽ phải dọn đến nhà người ta ở đến khi đứa nhỏ được sinh ra. nên ngay sau khi ba của cô xuất viện, cô đã phải thu dọn đồ đạc chuyển đến đó sống. ba, con đi đây. Con sẽ sớm trở về thôi ạ à. Cô cô nói với vào trong nhà Ba của cô ở trong phòng nghe thấy tiếng của con gái Thì chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt vào trong Chứ không dám giả tiễn cô Bởi vì ông sợ mình sẽ không đành lòng nhìn con gái rời đi Chị à, nếu hắn ta dám ước hiếp chị Thì chị nhất định phải nói với em biết đó Em nhất định sẽ đến đó đòi lại công bằng cho chị Em trai của cô từ nhỏ đến giờ đều như vậy nó hiền như cục bột, ai nói gì nó, nó cũng chỉ cười cho qua. Nhưng ai mà dám nói hay làm gì cô, thì nó sẽ rủ lông nhím lên. Được rồi em trai, em mau vào trong với ba đi. Tạm thời việc chăm sóc ba giao lại cho em nhé. Nhớ phải nhắc ba đi xạ trị theo đúng lịch đấy nhé. Vâng, em biết rồi mà. Em trai cũng không gồng nổi nữa. Thằng bé cuối người ôm chầm lấy cô, ỏa khóc nức nở. Chị hai, Chị đã phải hy sinh cho các nhà này quá nhiều rồi Chị dáng đợi em thêm một quãng thời gian nữa Đợi đến khi em ra trường đi làm có tiền rồi Em sẽ chăm sóc cho chị Không để chị vất vả nữa đâu Em nhất định sẽ bù đắp lại những cực khổ mà chị đã trải qua Được rồi, em trai ngoan của chị Chị đi làm chứ có phải đi chết đâu mà em khóc dữ thế Ngoan, mau buông chị ra để chị còn đi nữa Chị hai, chị nhất định phải quay về đây nhé Đương nhiên rồi Xong việc chị nhất định sẽ quay về chăm sóc cho mọi người mà Khi nói chuyện với em trai cô rất mạnh mẽ Nhưng khi an vị trên xe cô lại không kiểm được mà khóc như mưa Hai chữ đổi đời chưa bao giờ là dễ cả Nhưng vì gia đình dù có bị người khác chỉ trỏ xem thường cô cũng cam lòng Đứng trước cửa nhà của họ cô mắt chữ A mồm chữ O không khỏi cảm thán sao trên đời này lại có một ngôi nhà to và hoành tráng đến như thế chứ cô là khả hân đúng không bà chủ đang đợi cô ở trong đó ạ vâng cô được người giúp việc dẫn vào trong nhà đi đến đâu cô cũng phải trầm trồ về độ xa hoa của họ đây là lần đầu tiên cô thấy được một nơi xa hoa đến thế đấy khả hân đây là phòng của con trai ta từ nay cháu sẽ sống ở trong căn phòng này với con trai ta Sống chung sao? Vâng ạ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe đến chuyện phải sống chung với người kia, cô vẫn không khỏi cảm thấy ngượng nghịu. Thời gian này, toàn bộ việc chăm sóc con trai của ta, từ ăn uống đến quần áo, đều sẽ do cháu phụ trách. Cháu nhớ phải nhân cơ hội này tìm đủ mọi cách tiếp cận nó, dụ nó lên giường với cháu đấy nhé. Dụ dỗ sao? Không phải là chú ấy đã đồng ý với việc tìm người đẻ thuê rồi sao ạ? À? Đồng ý. Ta nhớ là mình chưa từng nói như vậy bao giờ. Nếu nó đồng ý việc để người khác đẻ thuê, thì trong nghĩ là ta sẽ tìm đến cháu sao? Với số tiền mà bà bỏ ra, không khó để tìm được người có gen tốt chịu đẻ thuê cho nhà bà. Nhưng bởi vì con trai bà nhất quyết không chấp nhận việc thuê người đẻ thuê, nên bà mới phải lặn lội đường xa đi tìm một người con gái có quan hệ với người kia và giống với người kia để dụ dỗ ép buộc con trai bà phải chấp nhận sinh cháu cho bà khả hơn cháu hãy tận dụng gương mặt này của mình để tiếp cận nó nhé nếu nửa năm sau hai đứa vẫn không có chút tiến triển gì thì ta sẽ ngừng việc thanh toán tiền chữa trị cho cha của cháu vâng bác yên tâm cháu sẽ cố gắng hết sức ạ à? vì gia đình dù có phải làm những việc hèn hạ đến mức nào đi chăng nữa cô cũng chấp nhận mệt chết đi được nửa đêm anh trở về nhà trong tình trạng đã có chút hơi men trong người anh nới lỏng cả bạt ra mệt mỏi ngã người xuống giường khi anh vươn tay sang bên cạnh mới phát hiện ra điều bất thường trong phòng anh từ lúc nào lại có chiếc gối lớn như thế chứ cái cái này không phải là gối dù cách một lớp chăn nhưng anh vẫn nghe ra được những tiếng thở gấp gáp của người nằm trong chăn ai đấy anh đánh liều gỡ tấm chăn xuống khi tấm chăn được gỡ xuống đập vào mắt anh chính là gương mặt đã tái mét lại của cô. Hả? Cô... cô là ai? Anh vội bước xuống giường, tâm đăm, đăm nhìn cô gái lạ đang nằm trên giường của mình. Phải đến khi cô ngồi dậy đối mặt với anh, anh mới nhìn rõ gương mặt của cô. Gương mặt ấy khiến anh hoảng hốt, anh còn tưởng là mình uống rượu nhiều quá nên hoa mắt. Anh dụi dụi mắt, nhưng dù anh có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là trước mắt anh chính là gương mặt mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong liên trong vô thức anh đã vô tình thốt ra cái tên mà bao năm qua anh cố gắng chôn sâu trong lòng anh ra bảo nghĩ là anh đã say dễ bị dụ nên cô làm liều đóng giả làm mẹ của cô để lừa kéo anh lên giường hoàn thành nhiệm vụ của mình ra bảo em thật sự rất nhớ anh nhân lúc anh còn đang trố mắt nhìn cô thì cô chủ động tiến tới áp môi mình lên cánh môi mềm mại của anh nụ hôn ấy cũng bay mất lý trí của anh khiến anh ngay sau đó lại đưa tay bợ sau ót của cô nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô nhìn thấy thắng lợi ngay trước mắt cô liền cởi bỏ lớp quần áo vướng víu để lộ ra làn da trắng nõn nả của mình khiêu chiến giới hạn của anh anh ra bảo chúng ta lên giường nhé cô hạ giọng như rót mật thỏ thẻ vào tai anh. Cô nói thế anh cũng chiều theo cô, đẩy cô ngã xuống giường. Tưởng chừng cô sẽ thành công kéo anh lên giường ngay từ đêm đầu. Nhưng thật không ngờ ngay sau đó cô lại bị anh đẩy ra. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố nũng nịu nắm lấy một góc áo của anh gọi tên anh. Anh ra bảo, đừng có gọi tôi như thế nữa, Đừng nghĩ lúc này anh say và có hơi choáng váng mà muốn làm gì thì làm, anh chưa lú lẫn đến mức đó đâu. Chưa nói đến việc ngoại hình quá đỗi trẻ trung của cô, thì việc cô chủ động như thế đã đủ để chứng minh là cô chắc chắn không phải là người trong lòng anh. Rốt cuộc cô là ai và làm cách nào mà cô lại đột nhập vào phòng của tôi được hả? Anh tức giận siết chặt tay cô đến mức khiến tay của cô đỏ ửng một mảng lớn. Bây giờ cô có chịu mở miệng nói ra hay không hả? hay là để tôi báo cảnh sát đến bắt cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả nói là làm anh liền vươn tay với lấy chiếc điện thoại của mình sợ anh sẽ gọi điện báo cảnh sát thật nên cô vội nắm lấy tay anh khóc lóc ngăn cản anh đừng gọi mà cháu cháu sẽ nói hết sự thật cho chú nghe mà có lẽ là lần đầu làm chuyện tội lỗi như thế nên cô nhát gan lắm mới bị anh hù có xíu đã khóc bù lu bù loa lên rồi cháu Cháu tên là Khả Hân, con gái của mẹ Liên ạ. À. Con gái của mẹ Liên sao? Mới ngày nào anh còn thấy Liên ẵm con bé ở trong bệnh viện, vậy mà bây giờ đã lớn từng này rồi sao? Con bé này lớn lên nhìn y hệt mẹ của nó. May mà anh còn đủ tỉnh táo không thì vừa nãy tưởng nó là Liên luôn rồi. Thế tại sao cháu lại ở trong phòng của ta hả? Dạ cháu, cháu được mẹ của chú thuê về để sinh con cho chú ạ. À sinh con cho ta sao? Anh trợn trừng mắt nhìn cô, không thể nào tin nổi những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Mẹ của anh vì muốn con cháu ấm bồng mà điên loạn đến mức này rồi sao? Sao có thể đẩy con gái của người đấy lên giường của anh được chứ? Chuyện này quá vô đạo đức rồi. Khả Hân, cháu có biết ta và mẹ cháu có quan hệ gì không? Dạ cháu biết ạ. À? Cháu biết mà vẫn dám leo lên giường của ta sao? Cháu biết việc cháu đang làm là không thể nào chấp nhận được. Nhưng cháu thực sự hết cách rồi, nhà cháu đang rất cần tiền ạ. À. Vứt bỏ sĩ diện của bản thân mình, cô quỳ gối dưới nền đất lạnh, van xin anh chấp nhận mình. Trái với thái độ thành khẩn cầu xin của cô, anh vẫn hết sức lạnh lùng. Khả hân, ta chỉ cho cháu ở đây nốt đêm nay thôi. Sáng mai cháu hãy thu dọn đồ đạc trở về nhà đi nhé. Không, đừng mà chú ra bảo, Cháu xin chú mà Chú làm ơn để cho cháu ở lại đây sinh con cho chú đi mà Tương lai của gia đình cháu đều đang trông chờ vào việc này đấy ạ à. Cô ôm đùi anh gào khóc nức nở Anh có nói gì cô cũng không buông Nhìn cô ra như đỉa đói bám trên người mình Anh bất lực chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán Mẹ của cháu có biết chuyện này không? bái không nói gì hết sao? Mẹ, mẹ của cháu mất rồi ạ à. Mất, mất rồi sao? anh bàng hoàng khi hay tin người con gái anh từng yêu sâu đậm đã không còn trên đời này nữa ngay lúc này đây trái tim anh như bị ai đó dùng dao cứa vào đau đớn khôn cùng hai năm trước mẹ của cháu đã qua đời vì căn bệnh ung thư rồi ạ à. tiền nợ để chữa bệnh cho mẹ của cháu nhà cháu còn chưa trả xong thì nay ba của cháu cũng vừa phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư bây giờ cháu thực sự rất cần tiền để chữa bệnh cho ba. Vậy nên cháu cầu xin chú. Chú làm ơn hãy để cho cháu đẻ thuê cho chú đi mà. Nếu không cháu và em trai của cháu sẽ trở thành trẻ mồ côi mất. Thật là. Nhìn gương mặt giản rụa nước mắt của cô, anh lại nhìn ra hình ảnh của cô ấy. Vậy nên anh không đành lòng nói ra những lời quá mức tàn nhẫn với cô. Anh chỉ còn biết bất lực thở dài. Thôi, cũng khuya rồi, cháu đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Nói rồi anh liền bỏ đi, không cho cơ hội nói thêm gì nữa. Anh bước vào phòng làm việc của mình. Trong ngăn kéo của bàn làm việc cất giấu một bí mật rất lớn của anh. Đó chính là tấm ảnh cũ mà năm đó anh đã chụp lén liên. Anh mở ngăn kéo, lấy tấm hình cũ đã phai màu đó ra, ngắm nghĩa mãi cũng không biết chán. Liên à, con gái của em thật sự rất giống em. Anh phải công nhận là cô ấy xinh khéo thật. Con bé ấy giống y hệt cô ấy hồi trẻ, khiến cho anh vừa nãy bị loạn trí. Suy thì làm ra loại chuyện có lỗi với con bé đó. Liên à, lời đề nghị của con gái em, anh phải làm sao đây? Mang theo những suy nghĩ miên man, anh chìm vào giấc mộng đẹp từ lúc nào cũng không hay. Anh ra bảo Cô xuất hiện trong giấc mơ của anh, trong bộ đồ bà ba và tóc tết hai bên, hệt như lần đầu anh và cô gặp nhau. Liên, sao bây giờ em mới đến gặp anh? Anh nhớ em nhiều lắm. Sau khi nghe những lời tâm sự của anh, gương mặt của người con gái ấy đã đầm tỉa nước mắt. Em xin lỗi. Liên, em cho anh theo cùng với. Gia bảo, nếu bây giờ anh theo em, thì ba mẹ anh phải làm sao? Còn có gia đình của em nữa em biết bây giờ mà mình nhờ anh điều này thì có hơi ích kỷ nhưng mà em xin anh anh làm ơn giúp đỡ gia đình em với anh anh còn chưa kịp trả lời thì cô theo làn xương ảo biến mất ngay trước mắt anh liên anh hét gọi tên cô choàng tỉnh ngay trong đêm giấc mơ đó sao lại quá đỗi chân thực thế kia liên kia là lời hồi đáp của em sao thôi được rồi dù rất không tình nguyện nhưng vì để gia đình nhỏ của em có cuộc sống tốt hơn, anh sẽ giúp đỡ con gái của em để con bé đạt được như ý nguyện. Mẹ, nếu ba mẹ đã muốn con cháu đến mức bất chấp như thế rồi, thì được thôi, con sẽ cho bố mẹ được loại nguyện. Con đồng ý để cho Khả Hân sinh con cho con, nhưng con sẽ không động vào con bé đấy. Con sẽ đưa con bé đi làm thụ tinh nhân tạo. Gia bảo con khỏe mạnh như thế làm tự nhiên có phải tốt hơn không? đỡ phí thời gian và tiền bạc con không thể động vào con bé đó được dù cho con bé có tự nguyện làm chuyện đó với con đi chăng nữa thì lý trí của con vẫn không cho phép con làm điều đó với con gái của liên nếu là vì chuyện đó thì dễ mà để mẹ đổi đứa đẻ thuê khác nhé bà đưa con bé đó về chỉ là vì muốn con trai của bà chấp nhận chuyện để người khác đẻ thuê cho gia đình họ nay nó đã chấp nhận sinh cháu cho bà nhưng không muốn con bé đó thì bà chẳng chút ngần ngại muốn đá nó đi không nếu không phải là khả hân thì con sẽ không chấp nhận chuyện mang thai hộ đâu cái thằng trời đánh này bà trợn trừng mắt nhìn anh nhưng cũng chẳng thể làm gì anh được con đã phá bỏ nguyên tắc của mình để làm theo mong muốn của mẹ rồi con hy vọng mẹ cũng có thể nhường một chút đáp ứng yêu cầu nhỏ này của con đây mà là yêu cầu nhỏ sao nhưng thôi được rồi chỉ cần con chịu sinh cháu cho ba mẹ Bà muốn sao cũng được. Vì để có được một đứa cháu, bà phải cắn răng đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Vậy hôm nay đến đây thôi nhé. Chào bà, chào chú ạ. À. Cô canh giờ chuẩn thật, anh vừa nói chuyện với mẹ xong thì cô cũng từ trên phòng bước xuống. Nhìn thấy cô, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bỏ đi mất. Anh không ghét cô, nhưng mỗi khi nhìn thấy người con gái giống y đúc người kia, vết thương lòng trong anh lại bị khơi lại về chuyện đẻ thuê thằng Bảo đã nói gì với cháu chưa dạ rồi ạ bị bà ấy hỏi như thế cô sợ xanh mặt liệu có phải là cô sắp bị đuổi đi rồi không xin bà cho cháu thêm một thời gian nữa cháu nhất định sẽ thuyết phục chuối thành công ạ hả bà ngỡ người phản ứng này của con bé chắc là Gia Bảo chưa nói gì với con bé rồi khả hân cháu đã thuyết phục con trai ta thành công rồi Gia Bảo nhà ta đã đồng ý để cho cháu làm người đẻ thuê. Nhưng thay vì thụ thai bằng cách tự nhiên thì hai đứa sẽ làm thụ tinh nhân tạo. Thật sao ạ? À? Tốt quá rồi. Nghe bà ấy nói thế cô nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tuy không biết vì sao chỉ sau một đêm chú ấy đã thay đổi quyết định. Nhưng ngay lúc này đây chú ấy chính là ân nhân của gia đình cô. Mà khả hân này, cháu có muốn kiếm thêm tiền không? Chẳng biết bái nghĩ gì mà cười nham hiểm lắm. Còn cô thì nghe thấy có thể kiếm thêm thì hai mắt sáng lên, không để ý đến những điều đó. Dạ có ạ, cháu có thể ra ngoài đi làm sao ạ? Ừ, nhưng cháu chỉ có thể làm việc ở công ty của nhà ta thôi. Nếu cháu đồng ý thì ta sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí ở công ty của nhà ta nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Cô lễ phép cúi gặp người cảm ơn bà ấy. Cô cứ nghĩ là bái thương cho hoàn cảnh của nhà cô nên mới cho cô đi làm và với một người không có bằng cấp như cô thì chắc là chỉ được sắp xếp làm lao công cho công ty họ thôi nhưng thật không ngờ vị trí mà bái xếp cho cô chính là làm trợ lý cho anh những vị đồng nghiệp khác khi nhìn vào bằng cấp của cô ai cũng biết chắc cô là người dựa vào quan hệ để được vào đây nên ghét cô dữ lắm những gì họ bàn tán sau lưng cô cô đều biết hết nhưng vì mức lương cao chót vót ở đây Nên cô nào có thể để tâm đến những lời mà họ nói chứ Là ai đã dọn dẹp bàn làm việc của tôi vậy hả? Gia Bảo bực dọc quát ẩm lên Khi quay trở về nhìn thấy bàn làm việc của mình Đã bị người khác động tay vào Nghe thấy tiếng gầm của anh những người kia vui lắm Chuyến này cô nhân viên mới tiêu chắc rồi Dù đã vui như mở cờ ở trong bụng rồi Nhưng người kia vẫn tỏ ra bất ngờ và hoảng hốt dữ lắm cái này chắc là do cô trợ lý mới đến không biết nên đã dọn dẹp đấy ạ. À? Trợ lý mới? Tôi chưa bao giờ yêu cầu tuyển thêm trợ lý mới mà. Cái này tôi cũng không rõ nữa là do bên nhân sự đã sắp xếp đấy ạ. À? Vậy sao? Mau gọi cô ta vô đây đi. Anh nghi hoặc cảm thấy bất an trong lòng. Bởi người có thể tự ý thêm người làm việc vào chỗ của anh. Chỉ có thể là ba hoặc mẹ của anh thôi. Chào, chào ông chủ ạ. À. Cô vợ như không quen biết anh rón rén cuối người chào hỏi anh. Nhìn thấy cô, anh liền hiểu ngay ý đồ của mẹ mình. Anh đã đồng ý hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. Nhưng mẹ của anh thì không cho là như thế. Bà vẫn cho rằng đứa bé xuất hiện tự nhiên vẫn tốt hơn. Đứa trẻ có được nhờ sự can thiệp của khoa học. Và bà tìm đủ mọi cách để anh và cô tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bà tin rằng với gương mặt này của cô, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà thôi. Thùy Linh cô ra ngoài đi Còn Khả Hân cô ở lại nói chuyện với tôi chút nhé Vâng ạ Sau khi trợ lý kia rời đi Trong phòng chỉ còn lại anh và cô Cô căng thẳng đến mức cúi gằm mặt Không dám đối diện với anh Tôi đã đồng ý để cho cô sinh con cho tôi rồi Cô còn đến đây để làm gì nữa hả Cháu, cháu đến để kiếm thêm ạ à? Kiếm thêm Số tiền mà mẹ của tôi trả cho cô không lẽ vẫn còn không đủ Để cô lo cho gia đình hay sao mà cô còn muốn kiếm thêm dạ dạ mẹ của chú chỉ mới trả tiền viện phí cho ba của cháu thôi ạ à. còn số tiền 5 tỷ kia thì phải đợi đến khi cháu sinh được con cho chúng thì mới được nhận vậy nên thời gian này cháu cần phải kiếm thêm tiền để đóng học phí cho em trai ạ à. cháu muốn kiếm thêm thì cũng được thôi nhưng tại sao cứ nhất quyết phải đến chỗ của tôi tại lương cao ạ à? cô ngây ngô trả lời anh câu trả lời của cô hợp lý như thế thì anh còn nói gì được nữa. Thật hết nói nổi mà. Nếu thứ cô muốn chỉ là tiền thì hàng tháng tôi sẽ chu cấp thêm cho cô. Cô không cần phải đến đây làm việc. Em không muốn nhận tiền khi mình chưa làm gì như thế. Tuy là cô đang cần tiền thật, nhưng cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Cô không muốn nhận tiền khi không làm việc như thế. Thật hết nói nổi mà. Thôi được rồi, cô muốn ở lại làm việc thì cũng được thôi nhưng làm ơn hãy học những quy tắc khi làm việc với tôi bàn làm việc chính là cấm kỵ của tôi nếu sau này cô còn đụng vào bàn làm việc của tôi thêm lần nào nữa thì cô chết với tôi nhưng cái này là do chị linh kêu cháu làm ạ à. lần này oan ức cho cô quá cô nào có gan động vào đồ của anh khi chưa được cho phép chứ là chị linh kêu cô làm cô mới làm mà cô mới vào công ty làm sao có thể ngờ được chị ta là người xảo trá như thế chứ tôi hiểu rồi cô ra ngoài đi vâng ạ à. à còn nữa sau này đừng gọi tôi là chú nữa tôi không thích bị người ta gọi là chú đâu nghe giả lắm vậy phải xưng hô làm sao ạ à? thì cứ gọi là anh xưng em đi dạ à cô vừa định gọi anh là chú liền bị anh lườm cháy mắt may mà cô ngưng lại kịp dạ anh tất cả là vì đồng tiền nên cô phải cắn răng gọi tình đầu của mẹ là anh tiếng gọi anh này khiến cô cảm thấy ngại miệng vô cùng Chú ấy mà chịu kết hôn xấu như mẹ của cô thì chú ấy để ra cô còn được ấy chứ. Do có công việc quan trọng cần giải quyết gấp nên tới tận nửa đêm anh mới ra khỏi phòng làm việc. Vốn tưởng rằng giờ này trong công ty chỉ còn anh và bảo vệ nhưng thật không ngờ cô vẫn còn ngồi ở ngoài chờ anh. Này, khuya rồi sao em còn chưa về thế? Không phải là đợi đến khi anh tan làm thì người làm trợ lý như em mới được về sao? Hả? Ai nói với em như thế? Dạ, là chị Linh ạ. À thế bây giờ cô ta đâu rồi chị ấy nói là chị ấy đã xin phép anh nên hôm nay được về sớm chị ấy đã về vào đúng giờ tan ca rồi ạ à. khả hân à sao em ngốc quá vậy sáng đã bị cô ta chơi một vố rồi vậy mà bây giờ vẫn răm rắp nghe theo cô ta khả hân à sau này em cứ giống như cô ta nếu như không bị anh yêu cầu ở lại thì cứ đúng giờ tan làm dạ vâng ạ à. nhìn cô anh chỉ còn biết đỡ chán thở dài đầy bất lực cô gái này ngốc quá, mong là sau này con của anh sẽ thừa hưởng sự thông minh của anh. chứ nó mà giống như cô, thì chắc là công sức ba đời nhà anh bị hủy trong tay nó quá. thôi, cũng trễ rồi, em thu dọn đồ đạc nhanh đi, anh đưa em về cùng luôn. dạ thôi, không cần đâu ạ. À. bởi vì sự chiếu cố quá mức của mẹ anh mà chưa gì hết, đã có không ít lời đồn đại không hay về cô rồi. vậy nên cô không dám tiếp xúc với anh quá nhiều. Vì sợ sẽ làm anh bị ảnh hưởng theo. Em yên tâm đi. Giờ này ngoài tôi, em và bảo vệ ra thì không còn ai nữa đâu. Về phía bảo vệ tôi tự có cách để bịt miệng họ. Sẽ không có ai biết được chúng ta có quan hệ gì đâu. Mà cho dù có biết thì đã sao. Thách họ dám đàm tiếu về đời tư của anh trước mặt anh đấy. Vậy em xin phép làm phiền anh bữa nay ạ? À? Cô vội thu dọn đồ đạc rồi theo chân anh ra xe đúng là xe sang có khác êm ái và thoải mái hơn taxi rất nhiều trong khi cười ngoác miệng vì lần đầu tiên được ngồi trên xe sang thì anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng quay đầu sang nhìn thấy bộ dạng đó của anh cô liền sụi lơ cô căng thẳng đến mức ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh mãi một lúc lâu sau anh không nhìn nổi cảnh này nữa mới lên tiếng khả hân tôi có ăn thịt em đâu mà sao lúc nào đối mặt với tôi em cũng sợ sệt như gặp quỷ vậy tại em thấy là có vẻ anh không thích em cho lắm nên em có hơi sợ ạ nói ra có thể em không tin nhưng tôi không có ghét em tôi chỉ ghét gương mặt của em thôi bởi vì gương mặt của cô giống y đúc người kia nên mỗi khi nhìn thấy cô anh lại nhớ đến người kia đương nhiên là anh không ghét cô càng không ghét mẹ của cô anh chỉ ghét những kỷ niệm đẹp trong quá khứ mỗi khi nhìn thấy cô là đoạn quá khứ đó lại ùa về khiến anh cảm thấy khó chịu dữ lắm thôi đừng nói về những chuyện đó nữa vừa nãy em ngồi đợi tôi lâu như thế thế đã ăn gì chưa dạ chưa ạ à? thế có đói không không ạ à? cô vừa nói dứt câu chiếc bụng nhỏ của cô liền bắn đứng cô kêu lên ẩm ĩ khiến cô chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống cho rồi dạ thật ra cũng có chút đói ạ à? Vậy thì chúng ta đi ăn chút gì đó rồi hãng về nhé Vâng ạ Anh bảo tài xế tấp đại vào một quán ăn nào đó để dùng bữa Rùi rùi thế nào mà tài xế lại tấp vô đúng quán ăn Mà hơn 20 năm trước Khi anh dẫn mẹ của cô lên thành phố chơi Hai người đã đến dùng bữa Hơn 20 năm rồi Mà nhà hàng này vẫn không thay đổi chút nào nhỉ Khung cảnh vẫn vậy Và vẫn là gương mặt đó Nhưng lại chẳng phải là người trong lòng Hả? Cô ngỡ người nhìn anh Không hiểu anh đang lẩm bẩm cái quái gì ở trong miệng Không có gì đâu Chỉ là thói quen của người già ấy mà Lâu lâu lại thích hoài niệm về quá khứ thôi À vâng Cô chẳng phải là người thích tọc mạch vào chuyện của người khác Nên anh nói sao thì cô nghe vậy Không hỏi gì thêm Ba wow, đồ ăn ngon quá Có lẽ là do đói quá Nên khi đồ ăn được dọn lên Cô như con ma đói ăn ngấu nghiến Nhìn cô anh lại nhớ tới hình ảnh Vào hơn 20 năm trước khi đó chỗ này còn hoang vu lắm Chưa phát triển được như bây giờ đâu Anh với cô ấy lạc đường đi Mãi mới thấy có duy nhất quán ăn này Hai đứa đói quá nên ăn như hổ đói Giống hệt như cô lúc này vậy Nghĩ đến những kỷ niệm tốt đẹp trong quá khứ Khóe môi của anh bất giác cong lên Hả anh đang cười sao Cô suýt thì mắc nghẹn khi nhìn thấy nụ cười của anh Tôi không được phép cười sao Không phải ạ à, Chỉ là từ lúc lên đây đến bây giờ đây là lần đầu tiên thấy anh cười nên em thấy hơi bất ngờ thôi ạ. À. Khi anh cười lên nhìn đẹp hơn hẳn đấy. Ý là bình thường tôi xấu lắm sao? Không phải vậy ạ, à. chỉ là bình thường nhìn anh có hơi đáng sợ thôi ạ. À. Nói đến đây giọng cô nhỏ lại, nhưng sự thật là vậy mà, bình thường anh cứng xị mặt nhìn đáng sợ chết đi được. Vậy sao? Vậy sau này tôi sẽ cố gắng cười nhiều hơn. Dạ. Cô trợn trừng mắt nhìn anh. Anh uống lộn thuốc hay sao mà nói chuyện kỳ vậy? Nhưng thôi kệ, như vậy cũng tốt. Lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ngon như thế, cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì đâu, sau này muốn ăn gì thì cứ nói với ta nhé. Anh vừa nói vừa chu đáo lấy khăn giấy giúp cô lau đi vết bẩn trên miệng. À, về chuyện làm thụ tinh nhân tạo thì đợi khi nào em thật sự đã sẵn sàng thì chúng ta hãng làm nhé. Về chuyện đó em đã sẵn sàng rồi ạ. Không một chút do dự cô liền đáp lời anh ngay tắp lự. Hiểu được những áp lực mà cô đang gánh trên người, anh dịu dàng vỗ vai cô nói. Mang thai một sinh mệnh không phải là chuyện dễ dàng đâu. Em cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần đi. Khi nào sẵn sàng rồi hãng làm, yên tâm. Có tôi ở đây không ai có thể gây khó dễ hay ép buộc em được đâu. Bà tốt lắm, không ép buộc em gì cả. Đây là tự em muốn làm như thế đấy ạ thấy cô vẫn hết lời bênh vực mẹ của anh như thế anh chỉ còn biết thở dài nếu cô đã không muốn nhận ý tốt của anh thì thôi vậy thôi được rồi tôi sẽ kêu mẹ của tôi sắp xếp lịch khám với bác sĩ sớm nhất có thể vâng ạ à, dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm ạ à. đừng nói như thế chúng ta là kiểu trao đổi sòng phẳng chứ không phải là giúp đỡ không công vậy nên em không cần phải cám ơn hay tỏ ra mang ơn như thế vâng ạ à. Có lẽ là do khoảng cách thế hệ nên hai người không thể hiểu nhau và cũng không có chủ đề chung để nói chuyện nên rất nhanh cuộc nói chuyện đã đi vào ngõ cụt. Về rồi à? Khi nhìn thấy cô về xe chung với Gia Bảo lại còn trễ như thế nữa mẹ của anh cảm thấy vui như mở cờ ở trong bụng. Xem ra kế hoạch của bà sắp thành công rồi con trai của bà sao có thể thoát khỏi cám dỗ của gương mặt đó chứ? Mẹ à, con biết mẹ nôn có cháu lắm rồi Nhưng đừng quá đáng như thế chứ Mẹ để Khả Hân vào công ty của gia đình ta Ở một vị trí không phù hợp với con bé như thế Sẽ khiến con bé bị người ta bắt nạt đấy Mẹ có biết không hả Ai bắt nạt nó Nói đi Mẹ gọi điện cho bộ phận nhân sự Đuổi người đó liền Mẹ à Việc mẹ đưa Khả Hân vào công ty ba của con Cũng đã biết và đồng ý rồi Nên ai có ý định bắt nạt nó hay đuổi nó đi Chính là đang đụng tới ba mẹ đấy Nói xong mẹ của anh liền rời đi để lại với gương mặt đã đen như đít nồi rồi. Anh ra bảo đừng lại gần tôi tôi đang không được bình tĩnh. Thấy anh đang nóng nảy như thế cô chẳng dám nói thêm gì nữa lùi thủi trở về phòng. Đợi đến khi đã hạ hỏa lấy lại được bình tĩnh rồi anh mới trở về phòng. Khả Hân vẫn chưa ngủ nghe thấy tiếng mở cửa cô liền dương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Cô còn chưa kịp nói gì anh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình khiến cô lo lắng vô cùng liệu có phải là cô đã làm sai gì rồi không nên anh ấy mới ghét cay ghét đắng cô như thế cô chạy vội đến ôm lấy anh vừa khóc vừa nói trong từng tiếng nấc nghẹn già bảo đừng mà nếu anh không thích thì em sẽ không đến công ty nữa anh đừng đi mà em cầu xin anh đấy như hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì nên anh liền lên tiếng giải thích đừng hiểu lầm tôi không có về những căng thẳng với mẹ mà bỏ nhà đi bụi tôi chỉ là đang thu dọn đồ đạc chuyển sang phòng khác mà thôi bởi vì chúng ta đã quyết định sẽ đem con đến với thế giới này bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo rồi nên tôi nghĩ chúng ta không cần ở chung với nhau làm gì nữa thật không ạ à? chứ tôi nói dối em làm gì anh đã gần này tuổi rồi chứ còn trải chung gì đâu mà hở tí cãi nhau là bỏ nhà đi chứ nhưng mà mẹ của anh yên tâm đi tôi tự có cách thuyết phục bà ấy vâng ạ à. Tây anh khẳng định chắc nịch như thế Cô mới yên tâm buông anh ra Dù sao thì cũng chúc em ngủ ngon nhé Vâng chúc anh ngủ ngon ạ à. Anh rời đi rồi Cô liền gỡ bỏ vào bọc kiên cường Mệt mỏi ngả lưng xuống giường Cuộc sống mệt mỏi này Sẽ kéo dài đến lúc nào đây Cứ nằm xuống giường Là cô lại có suy nghĩ lung tung Nên chẳng thể nào chợp mắt được Cô chán nản xuống sân đi dạo Cho khuây khỏa Cảnh đẹp thời tiết đẹp cũng chẳng thể giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ chắc chỉ có gia đình mới có thể giúp cô nạp lại năng lượng mà thôi. Trùng hợp sao cô vừa nhớ tới gia đình là em trai liền gọi điện cho cô liền luôn. Khuya vậy rồi sao em còn chưa ngủ nữa hả? Chị cũng thế mà. Em trai đáp một câu chí mạng như thế thì cô chỉ còn biết câm nín chưa biết nói gì giờ. Chị sao vừa nãy chị chuyển cho em nhiều tiền thế thì ba vừa mới làm hóa chị mà cần phải được bồi bổ chứ em lấy tiền đó mua đồ bổ cho ba với đăng ký thêm mấy lớp học thêm cho em đi nhé ba vừa mới kêu em chuyển lại số tiền đó cho chị tại sao ba nói là ba với em không cần dùng gì nhiều cầm số tiền đó cũng để đó chứ không làm gì nên chuyển tiền cho chị để chị có cái mà phòng thân thì tốt hơn ba thật là khả danh nghe chị em cứ giữ số tiền đó lo liệu cho ba và em đi nhé ở đây chị sống tốt lắm không cần phải giữ tiền phòng thân để làm gì đâu cô không nói dối trừ việc mẹ của gia bảo muốn có cháu đến mức hơi ép người quá đáng ra thì bà ấy cũng tốt lắm số tiền mà cô vừa chuyển về cho gia đình chính là số tiền bác ấy đã ép cô nhận để đi mua sắm chuẩn bị cho việc đi làm ở công ty của nhà bác ấy đấy chị à chị thành thật với em đi chị đang sống tốt thật sao? Thật mà, cái thằng nhóc này sao không tin chị gì hết vậy? Nói đến đây hai mắt của cô đã bất giác đỏ hoe. Thôi, chị buồn ngủ rồi, chị cúp máy đây nhé. Sợ mình không kiềm được mà khóc thành tiếng trước mặt em trai, nên cô vội vàng cúp điện thoại. Cô không hề hay biết mọi nhất cử nhất động của cô đã được anh thu vào tầm mắt. Xem ra gia đình tôi đã khiến em phải chịu nhiều ủy khuất lắm nhỉ? Hả? cô hốt hoảng khi vừa quay đầu lại đã đối mắt với anh sa bảo anh đứng ở đây từ lúc nào thế cũng mới thôi từ lúc em bắt đầu nghe điện thoại của em trai em đấy vậy là anh ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô rồi vậy mà còn bảo mới đứng ở đây đột nhiên một bàn tay to lớn vươn ra dịu dàng xoa đầu cô khiến cô giật mình người đàn ông này bị làm sao thế chắc là kiếp trước ba mẹ của em đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có thể sinh được một đứa con hiếu thảo như em đấy. Không nói về những vấn đề khác, chỉ riêng việc một cô gái mới vừa tròn 20 đã lo toàn hy sinh cho gia đình như thế đã khiến anh không phục cô lắm rồi. Chắc là mẹ Liên của em tự hào về em lắm nhỉ? Không có đâu, hồi xưa em toàn bị mẹ mắng suốt thôi. Thật sao? Thật ạ. À? Trước kia cô cũng giống như những bạn đồng trang lứa, sống vô tư vô lo thậm chí cô còn có hơi trẻ con nữa nhưng sau khi hay tin mẹ bị bệnh chỉ sau một đêm cô buộc phải trưởng thành để cùng ba gánh vác gia đình ừ nói rồi anh liền bỏ đi chẳng biết anh nghĩ gì mà vừa đi được mấy bước anh đã quay đầu lại nhìn cô em có muốn đi dạo với tôi không dạ cũng được ạ à. cô ngại ngùng sải bước theo anh những năm qua mẹ của em sống hạnh phúc chứ hàng mi của anh rũ xuống có chút buồn khi bây giờ mình chỉ có thể biết tin tức của cô ấy qua giọng kể của người khác còn là kiểu hoài niệm quá khứ nữa chứ hạnh phúc lắm ạ à. tuy bà của cô không thể giống như gia bảo biến mẹ của cô thành bà hoàng được nhưng bà đã biến mẹ thành bà hoàng trong lòng ba ba lúc nào cũng yêu thương chiều trượng mẹ của cô vô điều kiện khiến đứa con gái như cô đây lúc nào cũng ganh tị và có mơ ước sau này phải lấy được người giống như ba của cô vậy. trước khi đổ bệnh không lúc nào cháu không thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của mẹ hết. mẹ từng nói với cô quyết định cưới ba của cô chính là quyết định đúng đắn nhất của mẹ nên dù có ra đi đầy đau đớn mẹ cũng không hối tiếc gì hết. ừ, xem ra mẹ của cháu đã lấy đúng người nhỉ? vâng, ai cũng nói vậy hết ạ. À. cô càng kể về ba thì càng cao hứng kể mãi không hết. Mãi một lúc lâu sau cô mới giật mình phát hiện ra gương mặt có phần gượng gạo của anh. Ấy chết, em nhiều chuyện quá, em xin lỗi ạ. À? Là do ta đã hỏi trước mà sao em phải xin lỗi chứ? Cũng gần ấy năm trôi qua rồi, đối với ta bà ấy chỉ còn là những kỷ niệm đẹp mà thôi. Nói rồi anh bỏ đi, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, cô thấy thương anh lắm. Bây giờ tìm ở đâu được một người đàn ông có tất cả nhưng vẫn trung tình như thế chứ. Một mình trong căn phòng tối ra bảo nhớ về ngày xưa, cái ngày mà người con gái anh yêu đi lấy chồng. Ngày đó, bà sợ anh sẽ đi phá đám cưới của người ta nên nhốt anh trong phòng tối, khiến anh phẫn nộ gào thét dữ lắm. Sau cùng bằng sự thông minh của mình anh vẫn trốn ra được, chỉ có điều là anh đến trễ rồi. Khi anh đến cô đã lên xe về nhà chồng anh cố chấp chạy đuổi theo xe hoa Ngã không biết bao nhiêu lần anh vẫn không bỏ cuộc Nhưng cuối cùng người làm sao có chạy nhanh bằng xe chứ Chẳng mấy chốc anh đã lạc mất đoàn rước dâu Và cũng đánh mất luôn tình yêu của đời mình Anh đã đau khổ trong một quãng thời gian dài Khi đó anh thực sự rất hận Nếu anh quyết liệt ở bên cô đến cùng Thì có phải hai người đã có kết thúc khác rồi không? ba ngày sau khi cô đi lấy chồng mẹ của cô ấy đã gửi lại cho anh một lá thư do cô ấy viết cho anh trong thư cô chỉ để lại cho anh duy nhất một câu nếu như trên đời này thật sự có kiếp sau thì em sẽ cố gắng hối lộ ông trời để kiếp sau em có thể xứng đôi vừa lứa với anh kiếp sau em nhất định sẽ gả cho anh anh cũng vậy nhé hôm đó anh đã khóc rất nhiều cũng chẳng biết có phải vì lời hứa đó nên anh mới không bao giờ quên được người con gái đó hay không nữa dù sao thì anh cũng cảm thấy rất mừng vì cô ấy đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mọi người đi đâu hết rồi dạ có người mách với bà một số ngôi chùa cầu con thiêng lắm nên từ lúc sáng sớm bà đã lên đường rồi ạ chắc phải qua tuần sau bà mới về ạ ừ hiện tại anh với mẹ có quá nhiều mâu thuẫn nên không gặp nhau vài ngày cũng là chuyện tốt Lấy dùng tôi cốc nước với Dạ đây ạ à. Cảm ơn Nhận lấy ly nước của cô Anh Thành Thục bỏ một nắm thuốc vào miệng Sau đó mới nâng cốc Nhấp môi vài ngụm. Chỗ thuốc này Anh bị bệnh gì sao ạ à? Cô ngớ người nhìn anh Ba của cô bị bệnh cũng chưa phải uống nhiều thuốc thế này nữa Đồng tử sao động Cô nhíu mày nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy sự lo lắng Không biết anh bị bệnh gì Liệu có bị nặng lắm không và có ảnh hưởng gì đến chuyện sinh con đẻ cái không? Tuy chỉ mới ở chung nhà với nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng anh rất hiểu cô. Trong đầu cô đang nghĩ gì anh đều đoán ra được hết. Anh tử tốn, chấn an cô. Yên tâm, chỉ là chút bệnh của người già, đau đầu với đau dạ dày thôi. Dạ. Nghe anh nói thế, cô khẽ thở vào một hơi. Với những gì mà anh đã làm cho cô, cô sẽ ngày đêm cầu phúc cho anh. Mong anh một đời bình an và nhất là sẽ sớm có được một đứa con tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình tới giờ rồi em xin phép đi làm đây ạ à? em đi đến công ty bằng xe buýt sao vâng cô thành thật gật đầu giờ này đang là giờ cao điểm đông đúc chen lấn mệt lắm ngồi xuống đi ta lên thay đồ rồi đưa em đến công ty luôn dạ thôi ạ à, lỡ mà bị ai bắt gặp thì rắc rối lắm ạ. À? Cô kịch liệt từ chối ý tốt của anh vì sợ những lời ra tiếng vào của những đồng nghiệp trong công ty. Việc bị cô từ chối đã nằm trong sự liệu của anh. Anh không những không giận mà còn móc ví lấy ra một ít tiền dúi vào tay cô. "Vậy thì em cầm số tiền này để gọi xe taxi đi nhé." Dạ thôi, không cần đâu ạ." À. Cô vội đem số tiền anh dúi vào tay mình trả lại cho anh. Cái con bé này thật là. Cô đã nhất quyết không chịu nhận ý tốt của anh. Thì anh cũng không ép cô nữa. Thôi được rồi, vậy em mau đi đi, kẻo trễ giờ bây giờ. Dạ vâng, em xin phép ạ. À. Nói rồi cô liền quay người đi ngay, nhìn theo bóng lưng của cô, anh khẽ thở dài. Liên à, con gái em giống em thật đấy, không bao giờ cho anh cơ hội được giúp đỡ hết. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ. À. Vừa đến công ty, cô liền nhiệt tình chào hỏi mọi người, đương nhiên là không có ai để ý đến cô hết nhưng không sao cả cô sẽ cố gắng một phần trăm cô tin chắc là mình sẽ sớm theo kịp mọi người thôi khả hân cà phê cho phó chủ tịch hết rồi cô đi mua đi dạ vâng rất nhanh cô đã mua cà phê xong nhưng không biết nghĩ gì mà còn ghé đến một nơi nữa rồi mới trở về công ty phụt anh vừa mới uống một ngụ nước do trợ lý mang đến đã vội nhổ ra hết phó chủ tịch có chuyện gì sao ạ thùy linh cô không pha cà phê cho tôi mà cho tôi uống thứ nước gì đây hả? Sao ạ? À? đến lúc này linh mới đưa ly nước lên mũi người thử, quả thực không phải là cà phê. tôi cũng không biết nữa, cái này là do khả hân pha đấy ạ. À. gọi cô ta vô đây cho tôi. vâng ạ. À. vừa nói cô ả à, vừa cười khẩy. lần này cô ả à, không hề nói dối, hãm hại cô là cô tự tìm đường chết đó nha. khả hân, em cho tôi uống thứ gì thế hả? dạ là nước thảo mộc có nhiều công dụng tốt lắm ạ. À. Khả Hân, có phải em cho rằng em là do ba mẹ tôi đặt cách đưa vào công ty nên muốn làm gì thì làm không? Em đang dỡn mặt với tôi có phải không? Em không hề có ý đó, chỉ là em thấy uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe của anh nên mới đổi sang trà thảo mộc cho anh thôi ạ. À? Tốt hay không thì khi chưa có được sự cho phép của tôi, em không được phép làm. Mau đi pha cà phê cho tôi. Nhưng mà nếu em không muốn bị đuổi việc thì đừng có mà nhưng nhị gì hết. Em xin lỗi em sẽ đi pha cà phê cho anh liền đây ạ cô muốn tốt cho anh mà anh không chịu nhận thì đành thôi vậy à tôi đặt lịch rồi cuối tuần này em theo tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trước khi làm thụ tinh nhân tạo vâng ạ sắp làm thụ tinh rồi sao vậy là cô sắp hoàn thành phân nửa nhiệm vụ rồi tiến độ nhanh như vậy cũng tốt cô sẽ sớm được trở về với gia đình đã có kết quả kiểm tra rồi ạ Sức khỏe sinh sản của Ngài vẫn rất tốt, nhưng mà còn cô gái này thì, nói đến đây, bác sĩ ngập ngừng lại khiến cả cô cả anh đều tái xanh mặt vì lo lắng. Còn cô ấy thì sao? Ông mau nói đi. Anh gấp gáp muốn biết được tình trạng của cô ngay và luôn. Cô ấy vẫn còn rất trẻ nhưng sức khỏe sinh sản không được tốt lắm, chỉ số AMH khá thấp, đương nhiên là trường hợp của cô ấy vẫn chưa phải là vô vọng nhưng sẽ khó khăn hơn người khác một chút à. Vậy sao? Anh im lặng, cô sợ hãi dòm anh lom lom, liệu có phải là cô sắp bị đuổi việc rồi không. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, anh mới bắt đầu chậm chậm cất cao giọng. Đừng để mẹ tôi biết chuyện này nhé. Vâng ạ. À. Ngay sau đó, anh liền kéo cô rời đi, ngồi trên xe cùng anh trở về, cô lo lắng siết chặt tay đến mức khiến tay bật máu từ lúc nào cũng không hay khả hân nếu sau này quá trình thụ tinh không được thuận lợi thì cứ nói với mẹ của tôi là do tôi có vấn đề nhé sao ạ à? cô trợn tròn mắt hướng ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên về phía anh xin lỗi ta chỉ có thể giúp em được nhiều đây thôi dạ anh đã giúp em nhiều lắm rồi ạ à? cảm ơn nhiều lắm ạ à? thật may là anh ấy không vì chuyện này mà bỏ rơi cô đến lúc này cô mới có thể buông nỗi sợ hãi trong lòng mình xuống được từ nay về sau cô nhất định sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân mình để có thể sớm đưa được bé con của cô và anh ấy đến với thế gian này. sếp ơi tối nay để khả hân thay tôi đi cùng anh đến gặp khách hàng được không ạ? À? phải nhường cơ hội đi cùng sếp cho người khác cô ả à, cũng tiếc lắm nhưng biết sao giờ cô ta có việc đột xuất không thể nào bỏ được. có thể nói cho tôi biết lý do không? dạ do bố của tôi vừa mới nhập viện ạ. À cho nên là tôi muốn dành thời gian để chăm sóc ông ấy ạ à. nếu là lý do đó thì đương nhiên tôi không thể nói không được rồi cứ làm như cô nói đi cô nhớ thông báo cho khả hân biết đó nhé vâng cảm ơn phó chủ tịch nhiều ạ à. ừ và thế là tối đến khi mọi người đều đã tan ca cô bất đắc sĩ phải cùng anh đi ăn tối cùng với khách hàng hôm nay trời mưa ngoài đường kẹt xe cứng ngắc khiến tôi không thể nào đến đúng giờ được thành thật xin lỗi không sao tôi với cậu chơi thân với nhau bao năm Không cần nói những lời khách sáo thế đâu Sau khi cáo lỗi cùng khách hàng xong Hai người liền đi đến bàn tiệc Dù gấp gáp nhưng anh vẫn lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi Cậu đổi trợ lý rồi sao? Không phải chỉ là khối lượng công việc của trợ lý của tôi hơi nhiều Nên tuyển thêm người thôi Vậy sao? Đừng nói về chuyện đó nữa Chúng ta đi vào vấn đề chính của ngày hôm nay luôn nhé Khả Hân lấy tiệp hồ sơ ra giúp tôi đi dù là lần đầu tiên đi gặp khách hàng cô có hơi căng thẳng nhưng mọi việc diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi bỗng nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi vội vã chạy vào trong phòng tiệc khoảnh khắc quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông đó nụ cười trên môi cô trở nên cứng đờ cô xa sầm mặt sượng chân thấy rõ luôn khi nhìn thấy cô trái tim của người kia nhộn nhạo lắm nhưng cậu ta không dám biểu hiện ra bên ngoài cậu ta lướt qua người cô nhanh chóng đi đến chỗ khách hàng của cô xin lỗi mọi người ngoài đường kẹt xe quá nên con đến trễ ạ à? ra bảo cậu không phiền khi tôi dẫn con trai tôi đến đây để học hỏi chứ đương nhiên là không rồi hai người lại tiếp tục mải mê bàn chuyện công việc không hề nhận ra ánh mắt của duy khi nhìn khả hân và của khả hân khi nhìn duy hết sức bất thường à bởi vì căng thẳng đến mức cả người du lên từng hồi nên không quá bất ngờ khi có chuyện gì xảy ra khi nâng cốc lên cùng mọi người, cô đã vô ý làm đổ nước vào người. Không sao chứ? Không sao ạ, à? tôi xin phép ra ngoài một lát ạ. À? Ừ, đi đi. Được sự cho phép của mọi người, cô liền nhanh chân rời đi. Cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì Duy cũng đứng bật dậy, lấy lý do đi vệ sinh để rời đi. Khả Hân vừa ra khỏi nhà vệ sinh không kịp phòng bị thì chợt một bàn tay to lớn vươn ra kéo cô vào một góc tối. Khả Hân Thời gian qua cậu đã đi đâu Tại sao lại không giữ lời hứa với tớ Tớ xin lỗi Cô ngại ngùng né tránh ánh mắt của cậu ấy Hóa ra Khả Hân với Duy Là bạn cùng lớp hồi học cấp 3 Cô là lớp trường Còn cậu ta là lớp phó học tập Bởi vì cùng là ban cán sự lớp Nên trong số các bạn nữ trong lớp Thì Khả Hân là người tiếp xúc với Duy nhiều nhất Và chẳng biết từ lúc nào Mà Duy đã đem lòng thương nhớ Khả Hân vì lời hứa sẽ cùng nhau vào đại học xuân ái mà duy đã từ bỏ việc đi du học nước ngoài theo con đường mà ba mẹ đã vạch sẵn cho cậu cậu đã phải hy sinh rất nhiều thứ để có thể tiếp tục ở bên cô vậy mà tới ngày nhập học cô lại cho cậu leo cây cậu đã đến nhà và cố gắng liên lạc với cô rất nhiều lần nhưng không được tưởng như hai người đã trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại nhau nữa thì thật không ngờ ngày hôm nay cậu lại được gặp cô ấy trong một tình huống không ai ngờ được. Khả Hân, cậu đang học ở trường nào vậy? Mình không có đi học đại học. Không đi học đại học sao? Vậy làm cách nào mà cậu không tốt nghiệp đại học vẫn được làm trợ lý cho chú Sa Bảo thế? Thông thường người bên cạnh Sa Bảo chỉ toàn là những người tài giỏi thôi, vậy nên chuyện cô có thể làm ở vị trí trợ lý của Sa Bảo là chuyện hết sức kỳ lạ. Chuyện này mình cô ấp úng không dám nói sự thật cho cậu biết cũng may đúng vào lúc này lại có cuộc điện thoại chen ngang giúp cô giải vây thằng nhóc thối tha này con lại bỏ trốn rồi sao con không có trốn con quay lại liền đây ra là thấy cậu đi lâu quá ba sợ cậu bỏ trốn nên đã gọi điện cho cậu khả hân ba hối mình quá nên mình không thể nói chuyện với cậu tiếp được cậu cho mình xin số điện thoại để liên lạc xong có được không đương nhiên là được rồi Tay cô lướt nhanh trên bàn phím Để lại trên màn hình của cậu một dãy số Rồi cô vội vàng bỏ đi mất Ba này Con đã nói là lần này con sẽ nghiêm túc học hỏi ba Mà sao ba không chịu tin tưởng con gì hết thế Hai người trở về phòng gần như là cùng một lúc Ba của Duy không quá để tâm Nhưng Gia Bảo thì có đấy Anh có nhận ra điều bất thường Nhưng không dám vạch trần ngay bây giờ bởi vì đây chẳng phải là công ty nên hai người không cần phải quá giữ kẽ. Sau khi bàn chuyện xong thì cô và anh đã cùng ngồi chung trên một chiếc xe để trở về nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn được mang tên Lấy thân trả nợ của tác giả Hoa Hoa để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo các bạn hãy nhớ đăng ký kênh mc thanh mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại